Có mà. Có không? Sao không có được bài này của bác sĩ Thu mà. Bác sĩ Thu nghe là bác sĩ về cái phòng bệnh này nguy hiểm lắm. Bữa ra tôi xong trước cái tôi xếp có mà. Đó cho mấy em. 180. Rồi. Đây. Có ngày vui lắm nè. Nên mày phải cẩn thận dùng chọc cả nhau. Đây không phải cái hình cái cục cái chữ bên này không phải cái con này. Con này là con gì biết rồi, con này là cái chồng đây. Số xuống dưới cái con này xếp. Có ngày thì bị lâu lắm rồi, cái gì nam bị lâu lắm rồi. Mà hồi xưa có hút chữa cho nên người ta nói trẻ nó kém 100 triệu hết. Sau này đâu ai để cái chuyện đó nữa. Dạ, thằng biết mà thay đổi sự dạ, hay là tôi làm gặp cái trường hợp này tôi không đi học một thầy của mình ngày xưa bên đó là học là đi hai thầy cái gì trường này luôn rồi sao này thì bắt đầu mỗi gì mà lâu lắm rồi cái con này phải nói trước tên của Việt Nam đó là gì? Tên Việt Nam đó. Rồi ở dưới đất là phải mặt. Như mặt là như trong mạch máu á. Còn ở các anh lâm sàng á thì ảnh gọi là gì? Thì ảnh gọi là con vun hổi cuộc. Vun hổi cuộc nha. Tiếng Anh là Adler Wurm, tức là vun hổi cuộc. Nhưng mà không phải là con vun trong phổi. Con mẹ nó không ở trong phổi mà nó ở trong cái động mạch phổi chuột. Cho nên là bị bắt ở nước ngoài. Ở phía Nam một số trang mạng góp ý mà những thuốc có thay đổi ở email mọi người không chỉ mọi ngành chỉ ngành thôi người ta mỗi con này bằng một chữ nước đúng sai đương nhiên là sai nhưng mà tại sao người ta sai cơ sở là người ta sai phải ta là mày qua đó chú ý tôi chú ý làm gì các bạn cái là này ta đã không phải nha thực ra những cái người nào nghiên cứu sâu mày biết con yêu lương là gì tên khoa học là gì trong khi loài thì đẹp anh chàng có kiểu gì con kỳ thực ra cái họ này hai du lương và con đẹp cái họ gần giống nhau à nó là một cái họ bộ gọi là anglosopoli đi nó gần nhau mà nó là mấy anh bên đàn cậu à mà biết cho mấy biết người ta sai không có nghĩa là ở đâu mà thấy người ta sai là không phải người ta sai thì tìm có nhiều người là mới sai ở đây không? Nhớ nghe sai người ta cũng học được đúng người ta cũng học được rồi ở Việt Nam nó gây bệnh gì nó gây bệnh là BMN viêm màng não tăng và cầu ép quan mà được báo cáo từ ở Đài Loan nghe từ Đông Nam Á nhiều bệnh này phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương rồi nói chung cái đi để mình nói tiếp tả cái này cũng có nên tả cho quý vị để đọc chơi mình biết chơi cái gì có màu sáng có màu tối rồi dù này nó ốm dài nó cũng hơi mảnh mai cho tôi hỏi nè thấy gì không nghe cái hình này thấy gì thấy hàng chữ đúng không ba môi không phân biệt được không so miệng nhập ngang thì sao thấy cái môi nó ngửa lên chung môi mà thấy thì mình dọc qua coi sao thấy được ba cái môi đúng không có thấy miệng mở sẵn vào thực quản đã trên cho biết cái độ có hình sẵn giống như cái hộp đèn bên ăn ở trên đầu điều quan trọng là thấy cái gì ca bệnh này là bắt ra được từ mắt con mắt của người bệnh từ mắt ngủ qua sao đó chỉ gì rồi thấy cái nào
đi nào luôn mà để làm chậm. Mấy nó tới nha. Nuôi nó bự nha, nó dài nha. Rồi. Con này nó không, cái trường hợp cái con đó là không phải ở trên não, con đó trong mắt. Một cái con trong não là mới cách đây mấy tháng trước ngày tới là con chẳng hạn, con gì khác. Rồi. Con vô. Đó. Và khi mà chọc ra cái họ đó, cái đuôi nó xòe ra giống như là cái họ đuôi. Nhiều người đàn ông nhìn vô ra ngồi chiếm nghiệp mà nhìn đây là con là đàn ông. Không cần cách, không cần cách nha. Đuôi xòe ra, không cần đuôi nó xòe ra mà ai cái xòe nó là giống như tiết cáo, cái tiết giáp là cho con gái mà như vậy nó sẽ rút cái gan sử dụng giải ra. À, con mắt nha. Nhập hình xong, áo lượng biến được tới luôn. Đó. Khâu bảo quản 2018 nhận gì thương hợp này bỏ tối đó là bị đánh như đứa nhỏ bị não não thì nó bị chéo tự nhiên đầu cái kia cái con bị quét lên là con mình hồi trước đây thì năm nay mẹ mẹ máy á là ở bên nhiêu một cũng có ca thì cũng có đứa mình thế chứ gì tính đâu cho nên em tính còn bên đó chứ anh Thanh á cũng có một ca từ 3 ngày tới ngày thứ 3 gặp nó tỉ lại con xuống nó hồi ra. Nó hồi ra chặt ra ca nó có chiếc bao luôn. Mình nghe bắt đầu để nó chia sẻ lộn hơn. Sao nó hiểu nó khỏe rồi. Nghĩ sao nó vô nó có quậy sao sao. Thằng này nó có liệt mặt rồi thì sao nó liệt mặt. À sao. Hồi xưa thì chết, bây giờ biết cách, có chịu thuốc thì nó liệt mặt. Ca thì sao. Tôi biết tên luôn, thằng có đi báo luôn nha. Mà sao không vui. Ở bên đó thì họ có cách của thanh của cô này mới đi nó coi tôi đi làm luôn quý cho nó luôn quý cho che cho nó luôn đúng luôn và cũng có một cái công nghệ họ cảm thấy họ chủ quá vậy. Và cái câu đầu tiên mà tôi lừa luôn tôi gọi về nát gì đó mày nhập cái quái gì mà nó có mùi sao tao thấy nó nhập lấy một mùi đó mà bữa sau tới nó thấy vậy. Nhưng từ con mấy ngày này nó phải luôn luôn từ góc độ ra đó. Đấy cái con này con ngày xưa nha cái chuyện sau não cái canh là một nói quán nhất bè năm đó tôi gọi được gọi đứa con xem cái con này đặc biệt nha là cái ruột cái ruột xoắn nó giống như cái đèn cái gì nào nó giống như cái đèn cái cô của bên cái hộp mà đèn đường này cái đèn này cái bánh cô đại đây mạnh thái mình nhìn là mình lớn là tiền thì mình là giai đoạn cái này là khẩu trùng nha khẩu trùng mà phải dùng non đó kích thước đã được rồi đương nhiên em thấy là cái gì nhận lên đúng không cái giày đồng hồ đồng sao cho nó lấy giày lên đúng không nha này ở trong chỗ của bác sĩ Thu bác sĩ Thu chiếu mặt cái hình này nè đó anh cũng liên quan đến cái thế này nhưng mà tôi biết luôn cái người mà người tuyên truyền để xử lý cái hồ một người bây giờ muốn xét nghiệm đó là cái đường gốc giờ là tôi không có nhưng mà chỉ luôn cái gì đường gốc thì cũng là cái lê thị xuân đi tất cả thế này xung quanh đây luôn cô giáo sư thị xuân qua thế này là bộ dạng thế này luôn và đi tất cả thế này họ đưa cho cái một từ mà một từ đó họ làm một cái đề tài họ bố cách đây mười mấy năm mà đề tài phải mười mấy năm trước lớn lắm nha là nói gì từ ốc lấy ra một từ cái người biết thân thì nó sao mà cũng vui tóc với spa cũng vui cái này cũng cho nó ăn đi thì nó cũng sẽ hơn nữa không cái trường chưa làm qua ba mình phải nuôi cái con đó rồi cho nó ăn vô nghe nghe nó ra mình lấy cơ sở mình đi tìm cái cú tiếp đúng không nên thầy hướng dẫn các thầy của trường nói là các em cố gắng đi cũng tất nhiên sẽ phải tốt rồi hai hàng ba hàng bảy khi nó sẽ sao thầy mặc sức khỏe tốt ok cảm ơn thầy đã thúc đó em cũng cần nhiều. Cái này thì dễ thôi.
sau này có con đi ra con chung con này nói lát nói tiếp. Lúc đầu thì chỉ có con ma thôi, chỉ có con sa nam không ai không. Và trong các nghiên cứu thấy là mình gia tăng dầu mưa ở đây nhiệt đới mà người lớn chỗ sẽ khu là chỗ con đất, con đất nó bị nhiễm là sao? Từ con ốc cái nào nó chơi ốc là ốc nó làm con ốc cái con trong thân ốc á nó dùng một hai hai rồi ra ba luôn nó ra giờ chúng ta họ có người lớn thì đâu có chơi gì là ốc làm gì sơ tái nó luôn có ai ốc mà không rất ngon nha mấy ông nó ngon lắm mấy ông đi nhị tôi á ngon lắm mùa mưa nông thôn ngồi nhậu ốc nó lên nhiều trời mưa đi kiếm mồi có lôi nó vô trời đó đặt đặt tới luôn sao vô việc nữa làm việc hiểu không nè chưa rồi bây giờ mười nút vô thì sao rồi ăn vô rồi trong rồi có hút rồi nó di chuyển trong cơ thể và cái đặc biệt cái âm nhạc ăn vô xong cái lúc ăn trong danh sách này nó có một cái một gần như là tuyệt đối là nó đi vô mẹ không biết đâu là sao nó vô ngay mà men cái vô thì nó nghĩ là cái đi qua cái đó đối mặt những cái sinh lý học thì nó nghĩ hết nha nó có giải đáp mà nó vô cái gì không từ cái não thất bại thì cái não từ cái não thất bại được cái từ quên là thất bại nó cố đi xuống thì ông cháu đi tiếp rất là quên từ sau lắm rồi đúng không chứ tôi học ngày qua thì cũng biết quay tiếp thì hôm nay này đó nó thì còn cái anh chạy đã mắt đó là đi lên trên hệ thống tin đó chu lượng từ trong khuôn mặt chu lượng cái ra chứ nó không phải khuôn mặt vô hiểu không di chuyển trong cái bệnh này là trong cái chân chạy mắt đi ra khuôn ra khuôn mặt đó nó vậy á nha. Rồi. Mà bệnh cạnh chính bao giờ vậy đó là viêm não. Ở đây bên cạnh đây có những cái ví dụ tình cờ có thể cái việc là tình cờ cũng được hoặc là trong sách có một số trường hợp gọi là ví dụ tình cờ đây mà nói luôn nha cái này là về lý luận và phải dạy cho tới luôn nha sao rồi dân gọi là dân chuyên ngành thí sinh ta phải hiểu nhiều nói nói những cái con thí chủ nó có tên đặc biệt gọi là Panatinic nghĩa là thí chủ chờ thời nó là sao nó không phải là cái kẻ mà nằm ngay trong dân này mà không phải là cái anh già tử thần nó là cái một cái lứa nằm ở khoảng giữa nó sẽ sơi lát với cái con dân này ăn đó mà vô cho người nó dừng này quá thôi rồi mai mốt mấy cái anh chàng này nè anh chàng này nè mà có lỡ sơ lên này nè hoặc là cái anh chàng kiếm vận chuyển lỡ sơ lên này nè thì vô trong cơ thể của dương điện nó sẽ bị tiếp vì sao vì cái gọi là cái sinh thái cái này là cái phần nó gọi là cái gì ta cái bệnh sinh thái à cái hệ sinh thái đó giữa cái con mẹ này nó có những cái sự tương tác và như vậy có những cái con thú mình không biết đó hết ăn nghe nghe nhậu nhậu nghe vậy đó thì cái trường hợp hồi nãy thấy cái ví dụ tình cờ chúng ta đúng không tình cờ ăn phải không một ví dụ giờ rồi vậy nó ăn là do sinh thái nó ăn nhưng mà tình cờ nó phải ăn để nó sống thì con này nó sống nhưng vô trong đó trừ lại thì nó trực tiếp đấy đến cái giai đoạn đó thì cái chuyện ví dụ đó là còn cái con mà người bị nhiễm thì nó ăn nha như là nhiệt khí dụng chúng ta lại để lát còn nhiều cái gì nhà học xong biết ngày mai cái lại gửi email hỏi tôi nha mà tôi chắc chắn là có được hỏi hôm qua tôi có lại hỏi rồi nha ở đâu rồi đây này đọc chữ đọc từ lên nha về nhà đọc nha bỏ mà hỏi di chuyển là từ từ đi ra lên não hai ba ngày có hết mà ta thống kê cái đoạn di chuyển của cung này bao nhiêu hết á ấu trùng ba lần hai sát là ấu trùng năm để trong bàn não nha rồi di chuyển là
sao những cái người nhắc nhở nhớ nha, mà khi ở trong cơ thể người người bị nhiễm là nốt các khối trùng da làm ba rồi cô trong theo dòng máu lên hệ thống trung ương và nó là cái trung ương nó phát triển nốt trùng da đầu năm theo một khối trùng đó, và trước khi trùng đó nó gây trước khi nó mặc áo người ta đúng không, có thể là có thêm những khu trùng này là tạo ứng sẽ phát khối trùng chất vân nhiễm đậm theo đó quá một cái vấn đề của một thì kỹ hơn. À, đối với chuyện dừng lại câu hỏi đó là nó ở gây bệnh nó thì trung ương không những cái não gì khác những cái hỏi câu đơn giản đó như không có cái tôi đã xếp đi cũng gì ở chùa một cái trung não hai trung ương đi ba đi cũng vân cũng gì đó tự nhiên là cái nhà thì hỏi những cái câu gì đơn giản hồi xưa là hay là những cái bệnh lý bên đây nó chui bên đây là cái gì ghép trọng giờ nói thì cái đó nha là một thì từ từ xem xét nha, có các cụ nó chia ra mà không biết thở con này tên gì, con chung này tên gì, đọc lại coi nó là Androscomiris canonensis nha, rồi ở Việt Nam con đó, còn ở Nam Mỹ là cái con quan các quốc gia của Tanaka. Đây là cái gì mà đây? Đây. Phát hiện nhiều loại nhiễm ở nơi được. Ở bên thì nhiều cái họ du lịch tập đi học thì đây là cái gì hiện tại. Nhưng có những người người ta du lịch tới và một trong những cái vấn đề khi đi du lịch, một trong những mục tiêu lớn nhất khi đi du lịch là để gì? Để tiếp. Và mới được là tất cả năm thì không cuối cùng đó ẩm rồi mà ẩm từ Việt Nam là muốn đi đó đi ẩm từ Việt Nam đặc biệt là rất tươi mà rẻ đặc thù quan trọng cái chuyến đi không thôi rồi ăn nha Việt Nam là bị nhiễm từ đâu rồi ờ những tập đen khoảng 80 bệnh này cũng biết tập đen không biết là lúc đó cái này người ta ghi nhận từ năm 70-80 giờ đó là học tháng mấy nha thì như vậy là đó là gặp cái trẻ em thì lớn đó là trẻ em ngày xưa và trẻ em thì cũng có trường hợp là tự khỏi nhưng mà não khi mà có thuốc ai đó thì cũng dùng cho thuốc của các trẻ sau này không biết là cô du tới tất nhiên lớn hay là bởi gì người lớn bây giờ phát triển ẩm thực ăn nhiều thứ quá hay là cái hệ miễn dịch có vấn đề gì không biết nhưng gần đây phải trả lại là bệnh ở người lớn báo cáo nhiều hơn trước đề tài của bác sĩ môn là cái thạc sĩ về việc gọi là bệnh ung thư lúc này ở chi thì lúc đó là có bác sĩ nội trú ngoại mới còn đây có hiện giờ đang là có gì thì làm ở bệnh viện thì tới là cái bệnh tật mà thấy rất là nhiều số lượng ca nghiên cứu hay có nhiều hơn so với nghiên cứu của bác sĩ Hùng nhưng mà cũng có địa điểm giống nhau là cũng khác của đồng phương rồi nhớ nha con này liên quan con óc và con cơ của gì con cơ chính xác nha. Có những trường hợp báo cáo cái chuyện này mà tôi nghĩ là có khả năng là để thấy ăn rau tươi bị nhiễm chất nhờ của ốc có ốc cái đặc biệt đó là nó diễn ra được mà đặc biệt để đặt ốc sơ nó ra và chất nhờ khoáng thì sao mà đặc biệt cái rau á có cái nhờ thì là những bữa thì nó khó hơn khi mà nhờ có thể tạm được chính cho nên là cái lá rau thì nó khó hơn mà có khả năng bị đã ghi nhận cái chuyện này tại vì con tất cả là tóc sống đó đúng không? Nha. Rồi ngoài ra người ta cũng thấy là nó phải ít hơn thôi là do ăn phải những cái khí chủ vô nhiên con ốc thì bị con nhà nhánh hụt nó không hết đúng không? Con ốc nó lớn rồi sẽ ăn ốc ốc thì nó mà chắc chắn là nó ăn được nó ăn sao như vậy thì vô tình là hết trong đó nó ăn hết rồi.
thì có người đây. Đấy là nhạc giọng. Con nó buồn. Con nó buồn vậy. Và nghiên cứu tại Việt Nam. Con này. Có. Có. Việt Nam có con này không? Trong ba con này con này nhiều nhất. Chị mình lên là phải đúng không? Vô trong học viện di chuyển đến cái bài đảo có trường hợp nhanh hai ngày một tới nào ngày nhất nó có thành nước rồi có camera đơn vị thành nước cho cao để có bài đảo có trường hợp thì lăn quanh cho ba năm ngày sau nó mất bệnh tại vì nó đâu có phải cái quân cho con cho tốt hôm nay cũng nhanh được con này nó di chuyển mà cho đồng mặt nó mà không biết được nghe chạy mang ba năm ngày sau và tính luôn thời gian của mình sẽ chỉ ăn ốc đến ngày rồi mình chỉ nằm cho tầm một ngày cũng thú luôn đó tính thời gian của mình luôn à thì nghiên cứu này cái nghiên cứu thì người ta phải thông báo ra cái giá trị để cho mình tham khảo cho nên là nhiều khi mình mới ăn ốc và hỏi chuyện mà ngày mai mình biết nào thì coi chừng của đó là bị gì mới ăn ốc bữa nay rồi ăn biết nào thì coi chừng của mỗi năm thì phải mất cái tiền gì ví dụ đúng không khả năng đúng không thể đấy rồi sốt nhẹ hay không ha sốt nó nhẹ thôi nó không có bị sốt nó dữ dằn giống như rằng là của bên đi dùng đó rồi giống mặt não thì có vâng và lưu ý bệnh có thể tự hồi phục ngoài tuần giống như văn ngày xưa nói là để yên nó có thuốc chữa 30%, 70%, 70% có thể hết được 30% cũng hết chết ngày nay dù đã là một mạng chết thôi mình có cho phép không? Không, đừng nói tới 30%, đúng không ạ? Cho nên ngày nay ta phải sử dụng nhiều biện pháp điều trị, không thể nói là tự mình không được cho mình không phải nha. Giờ mới thấy ai kỹ năng sàng có xét nghiệm mạch máu, cộng thực máu, cộng phải toàn bạc, làm cho bệnh nhân bạn có thể nói chuyện năng lượng rất toàn của bệnh nhân. Mà hãy mang lại các thầy thì không thấy thì các bạn có thể vào dùng một kỹ năng nhẹ viêm thôi từ nhạc nhẹ không để có tập trị vững hiếm khi có bị viêm thôi hiếm khi có bị viêm rồi nhạc đó hình ảnh vân vân thì một chọn và sao? Và phải xét nghiệm nếu như mà viêm nó tăng cao quá quá không thể được viêm bắt nó tăng cao quá đó thì rồi mỗi ngày mình gặp chờ vậy là thì sao không có công việc đó mà chúng ta phải đi cách ly chặt chẽ ra thế là chúng ta xin lỗi và quý thầy chặt đoán này có thể sử dụng kem vệ sinh đầu tủy hoặc là máu nhưng không cho các em thì ta chỉ cho máu và là đã không ra là máu còn giờ thì đồng ý thế thì có anh đi nhận phải nhưng mà nếu đi xa thì có thể mắc con mình đó một ngày xe là nhưng mà nó sẽ phải lại và bây giờ cũng được một ngày cũng chắc là xe tăng đầu đó có này không 27 phút đúng đây rồi điều này có nhiều cái ha có điều kiện điều chứng vân vân chú chị cái sinh tồn ok ở đây bắt đầu quốc tế không có bắt đầu quốc tế chỉ có một cái dưới thôi dựa trên cái lượng một số ca đã qua một nghìn một bốn trăm đó là bây giờ mà bắt đầu chỉ rõ ràng hay chưa thì có chưa có rõ ràng chứ người ta trong cái đó nó nói cái nguồn nếu trường hợp bây giờ cho thuốc không cho thuốc mà nó bị mắc cho thuốc biết đâu còn sống thì còn không rồi thế giới chuyện này cũng phải có bằng chứng có xử lý không có bằng chứng không xử lý một cái mình phải là xử lý nhẹ nhàng nhiều hơn nói chung
nó là một hai trăm triệu. Vậy câu chuyện thứ hai là người ta đây không phải cứ bắt một lúc nhẹ nhàng. Bây giờ nhà sau này sau chuyện hơn, bây giờ nhà sau nó cũng biết.